Siêu thị Nhật à. Cái này ngon hơn cái nào? Cái này ngon hơn nè. Con mua. Con mua này hả? Bảy hả? Đem về. Ừ. Giờ thôi cởi mua đại. Đem về. Sách tay. Ừ. Nhưng mà rét mua hai bịch. Đó, đi siêu thị Nhật ra. Rau nè, đàn ô nè. Đàn ô, ngót xoài. Ngót xoài, rau ấy, ngót xoài. Cái rau ngọt. Ờ, dưa leo nè. Dưa leo nè, cả nhà ơi. Dưa. Đó, cái gì á? Củ cải. Củ cải. Tạ hết. Củ cải. Rau cải nè, không bên Nhật đó là đủ đồ hết cả nhà. Rau cải nấm. Đi siêu thị không họ nấm bù ngư cô nấm nấm chăm chăm nấm đó. Giá 90 xem rồi mini nấm. Rau bông cải. Đó, củ cải ha. Củ cải ha. Củ cải này có 3 kg. À, cái củ cải. Đó, quá cái củ cải nha. Đó, vô siêu thị Nhật nha. Đó, to quá. Củ cải to quá. Em cảm thấy mấy ký em? Cái củ cải là bao nhiêu ký? Có 4 ký mấy á. Ờ. 4 ký mấy. Đó. 4 ký mấy. Bắp cải. Đây là người ta bán nữa cái bắp cải người ta sắn ra người ta làm nè nha không? Sắn ra. Chứ còn một cái củ cải ăn đâu có hết. Rồi, gừng, cà rốt, cà rốt Nhật. Trời ơi, gừng cũng to nè cô. Củ gừng quá to. Gừng thì không sao hết. Gừng cũng to. Ý, ớt nè, ớt là người ta bán vậy nè nha không? Nó lạ ha. Cầm đi, cầm đi. Đó, ớt cái này Nhật nhìn giống hoa hồng vậy. Ờ, đó, ớt giống hoa hồng. Rồi, bưng cái này lên, bưng cái cà nâu, cái cà nâu lên. Ok. Đây là cà tím. Đây là cà tím. Cà tím mini. Cà tím mini. Cà tím. Ô mấy cái gì nó to nè. Đây nè, tỏi nè. Rồi, con có chụp hình đây. Đó, chị bảy ôm cái củ cải ơi. Đứng nóng nổi luôn. Đó, dựa cái ôm cái củ cải. Ôm một xính đính luôn không? Dạ. Mua hồng nè Đức. Mua hồng thường. Nhiều gói. Trả 70 Việt Nam. 70 ngàn tiền Việt Nam hả? Tại có thằng Nam nói biết giá mà mua. Ra quá tính tiền coi coi thì đưa tiền lẻ có hàng. Cái này acaron vậy hả? Acaron nữa không? Đâu phải acaron. Rồi cái này nấu hủ tiếu ta niêm hành phi đồ đó là thay thế đó, chai nè củ cải khô. Củ cải khô hành nè. Đó, mình cầm lên đi, mình cầm lên đi. Đó có hành nha không. Đó đi siêu thị Nhật. Cái này là Nhật luôn. Bỏ nổi không, bỏ nổi cái củ cải này không? Củ cải này là củ cải khô nặng lắm ơi. Củ cải khô đó. Cà rô. Caro. Cái củ cải hết ha. Trời ơi, nó thấy.
Nam hả? Có. Em Việt Nam hả? Sorry. Ờ, có. Nước ngọt ha. Đi siêu siêu thị Nhật ha, mua sắm. Mua được cái mua nhiêu đó. Khoai lang tây. Khoai lang. Lựa gì nữa vậy? Lấy thêm về cho mình bạch. Lấy thêm, cái này bỏ vô được. Ừ. Không biết bỏ hết, 70 ngàn. Chạy thôi, để cho có quà, có hứa gì. Ừ. Cả dễ thương mất. Ừ. Muối gì không? Như leo. Không. Không mua gì hết á. Đi qua mua sắm kia, có mua cái thì cái kia nó nới chừng 200 nghìn. Cọc đeo ấy á. Đeo ấy thôi, chứ còn đồ ăn đủ thì đủ. Thì mua ớt lại đi. Còn cái nào thân thì ấy thôi. Cái nào thân thì ấy thôi. Thôi, dưới đây để rồi. Ừ. Cái này con mua. Cái này ta mua về ta ăn. Ừ. Đi. Mua để Tết được không? Cái này mấy chục ngàn ta? 70. 70 hả? Nguyên trái hả? Đó kệ.